Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời từ Nhâm Ngọ, sinh năm 2002, nữ mạng. Nữ Nhâm Ngọ, cả cuộc đời có rất nhiều những niềm vui và cả sự may mắn. Cuộc sống gia đình êm ấm và thuận hòa, công việc làm ăn ngày càng phát triển và họ có số hưởng được tài lộc. Và ngay sau đây thì để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về diễn tiến vận trình của tuổi này, mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi những phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Xin mời quý vị. Gia chủ Nhâm Ngọ sinh năm 2002, nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng Dương Liễu Mộc, xưng con ngựa, tướng tinh con cáo, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Nhâm Ngọ qua bài thơ sau. Nhâm Ngọ, mạng Mộc cung Lý, là cây Dương Liễu số này làm nên. Số là sinh thuận đông xuân, gái thì hữu phước, gia môn yên hòa, mùa thu bị khắc bơ vơ, mùa hạ cũng lỗi chật giờ khổ thân, anh em xung khắc chẳng gần, đi xa thương nhớ lại gần chẳng an, tuổi sinh thừa nhỏ gian nan, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, tuổi nàng lanh lợi khôn ngoan, ít kẻ ngu dốt cơ hàn đênh đênh, tuổi nhỏ làm có đủ xài, nhiều lần đặng khá khiến dày già tan. Tuổi muộn có của mới an, lập nên sự nghiệp an nhàn ấm no. Tổng quan, nữ tuổi Nhâm Ngọ thông minh, đa tài, thích khám phá mọi điều về cuộc sống. Đây là những người rất có nghị lực, có lý tưởng, nên trong công việc họ luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất và xuất sắc nhất. Nữ Nhâm Ngọ, cuộc sống có nhiều điều thú vị, tài lộc dồi dào. Sau kết hôn, cuộc sống thêm phần đầm ấm, hạnh phúc, có số hưởng phúc từ con cái. Tóm lại, nữ Nhâm Ngọ cả cuộc đời có nhiều niềm vui và sự may mắn, cuộc sống gia đình êm ấm hòa thuận, công việc làm ăn ngày càng phát triển, có số hưởng tài lộc. Nữ Nhâm Ngọ hưởng thọ trung bình từ 77 đến 83 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, sống thiện lành sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, con đường tình duyên có những trắc trở gập ghềnh, không như ý muốn. Sinh vào các tháng này, nữ tuổi Ngọ là người nội tâm khá yếu đuối hay mộng mơ. Họ dễ bị tổn thương bởi các mối tình tan vỡ. Phải tới sự nghiệp vững chắc thì họ mới tìm được người phù hợp, kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân khá thuận lợi và hạnh phúc, không phải lo lắng nhiều tới vấn đề tiền bạc. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, họ là những người sống khá lý tưởng và không hay để tình cảm chi phối cảm xúc của họ. Trong tình yêu, họ không hay thể hiện tình cảm ra ngoài nên có đôi khi xảy ra những hiểu lầm không mong muốn. Nhìn chung thì tình duyên của những người này khá đẹp và thuận lợi. Tuy đôi lúc có vướng phải nhiều khó khăn rắc rối nhưng hầu như đều được giải quyết nhanh chóng gọn gàng. Sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch, đây là những người rất may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu của họ đẹp đẽ và trong sáng. Đa phần mối tình đầu của những người này chính là người mà họ sẽ kết hôn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mỹ mãn. Gia đạo công danh. Về gia đình, Nhâm Ngọ lúc nhỏ nhận được nhiều tình thương yêu từ phía gia đình. Cuộc sống ấm êm không cần phải lo nghĩ. Sau khi lập gia đình, cuộc sống càng thêm hạnh phúc, có nhiều niềm vui. Về sự nghiệp, bắt đầu bước chân vào xã hội, Nhâm Ngọ gặp phải nhiều cản trở và không may mắn. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực, cố gắng, hết sức của bản thân, đến năm 30 tuổi, họ đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc trong công việc. Những năm về sau, tiền bạc ngày càng phát triển không ngừng. Tuổi hợp làm ăn. Nữ Nhâm Ngọ nếu có ý định hợp tác làm ăn với một ai đó thì nên cân nhắc những người sau đây, đó là Giáp Thân, Bính Tuất và Canh Dần. Những người này là những người cộng sự tuyệt vời, họ không chỉ có năng lực lại rất đáng để tin tưởng, hợp tác với những người này sẽ đạt được kết quả hơn cả mong đợi về tiền bạc. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn, cuộc sống của Nhâm Ngọ sẽ có rất nhiều thay đổi theo hướng tốt đẹp. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc, công việc làm ăn thêm thuận lợi, con đường công danh phát triển. Nếu cố gắng gây dựng sự nghiệp, thì sau thời gian ngắn, cuộc sống vật chất của Nhâm Ngọ sẽ được cải thiện ngày càng tốt đẹp hơn. Nữ Nhâm Ngọ kết duyên với những người tuổi này sẽ đem đến nhiều sự may mắn về tiền bạc. Kết hôn với một trong số các tuổi Quý Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Tỵ. Sau kết hôn, cuộc sống có quá nhiều sự thay đổi. Nữ Nhâm Ngọ kết hôn với những người tuổi này bình thường nhưng lại không có nhiều niềm vui.
Kết hôn với một trong số các tuổi Tân Mão, Kỷ Mão thì cuộc sống sau hôn nhân gặp khá nhiều khó khăn trắc trở về tiền bạc. Nếu muốn cuộc sống được cải thiện tốt thì nữ nhâm ngọ cần phải học cách cư xử khéo léo, tránh các mối quan hệ không rõ ràng, tích cực hơn trong công việc thì mới cải thiện được tình cảnh trên. Khi ở các độ tuổi 20, 21, 27, 32, 33, 39 tuổi thì nữ nhâm ngọ không nên tổ chức hôn lễ hay những việc hệ trọng. Do xung khắc về tuổi nên nếu kết hôn vào những năm này có thể dẫn tới nhiều điều không may mắn, trắc trở trong tình cảm. Bản mệnh có thể mang theo vòng tam hợp, phù hợp cho tuổi của mình sẽ giúp bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo yên ấm, bình an. Cụ thể, với nữ mạng nhâm ngọ 2002, phong thủy gia cát khuyên quý vị gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp quý thần, dần, ngọ, tuất. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật dần, ngọ, tuất, mang năng lượng hội tụ tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long dần, ngọ, tuất cũng cần được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi đại kỵ. Nữ tuổi nhâm ngọ kỵ với các tuổi sau đây, đó là nhâm ngọ, mậu tí, sắp ngọ, đinh dậu, canh tí và bính tí. Trong công việc làm ăn, nhâm ngọ nên hạn chế hoặc không nên hợp tác với những người tuổi này bởi họ có thể đem đến những rủi ro, kém may mắn. Cũng không nên chọn các đối tượng trên để kết hôn do xung khắc nên dễ dẫn tới những buồn phiền trong cuộc sống và nếu có lỡ yêu thương nhau. Một trong số những người này thì nhâm ngọ nên cố gắng tích cực hơn trong việc giữ gìn tình cảm, quan tâm và tin tưởng hơn tới đối phương của mình. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà nhâm ngọ gặp phải khó khăn trắc trở, không thuận lợi. Đó là năm 25, 28, 34 và 40 tuổi. Do vậy mà khi ở các năm này họ nên chú ý hơn tới những quyết định của bản thân. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có bát nhã tâm kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nữ nhâm ngọ nếu xuất hành vào thời điểm ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì sẽ vô cùng tốt đẹp, thích hợp cho những dự định trong tương lai, đem lại nhiều may mắn, thuận lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi. Năm 17 tuổi, may mắn về vấn đề tình cảm. Công việc mới bắt đầu nên có nhiều điều chưa thuận lợi. Năm 18 tuổi, trong năm có phúc hưởng tài lộc, nhiều cơ hội trong nghề nghiệp tới. Năm 19 tuổi, trong năm nên chú ý hơn tới những quyết định lớn về tài chính, tránh để xảy ra thất thoát tiền bạc. Năm 20 tuổi, đây là năm có nhiều may mắn và thuận lợi, trong năm có vận may về tài chính và công việc. Tình cảm cũng đặc biệt thuận lợi và tốt đẹp là năm đánh dấu bước chuyển biến của cuộc đời tuổi nhâm ngọ. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 21 tuổi, sự nghiệp có bước chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui. Năm 22 tuổi, tình cảm phát triển, thích hợp để kết hôn, lập gia đình trong năm này. Sẽ rất hạnh phúc và thuận lợi. Năm 23 tuổi, cẩn thận hơn về bổn mạng, chú ý sức khỏe để phòng mắc bệnh trong năm, không nên đầu tư quá lớn.
Năm 24 tuổi, bình thường, không có gì phải chú ý. Năm 25 tuổi, có vận tài chính, cuối năm có hoạch tài. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, cuộc sống có nhiều tốt đẹp, trong năm có tin vui về con cái. Năm 27 tuổi, công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, sự nghiệp phát triển. Năm 28 tuổi, cẩn thận hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc, trong năm cũng đề phòng mắc phải bệnh nhỏ. Năm 29 tuổi, công danh phát triển, nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, được người giúp đỡ nên rất thuận lợi trong tài chính. Năm 30 tuổi, tình cảm gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui, cuối năm có hoạch tài. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, thích hợp để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Năm 32 tuổi, thận trọng hơn trong hợp tác làm ăn, gia đình có thể có chuyện buồn. Năm 33 tuổi, cẩn thận về bổn mạng, trong năm sức khỏe không được tốt. Năm 34 tuổi, đây là năm có nhiều may mắn để phát triển công danh lẫn sự nghiệp, buôn bán làm ăn sẽ rất thuận lợi. Năm 35 tuổi, tình cảm gia đình tốt đẹp, các thành viên gắn bó đoàn kết, sự nghiệp cũng có bước tiến xa. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, trong năm gặp nhiều thuận lợi cả về tình cảm và công việc, sự nghiệp phát triển, cuối năm có khoản thu lớn. Năm 37 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Năm 38 tuổi, cẩn thận hơn trong kinh doanh và buôn bán, tránh hao hụt. Năm 39 tuổi, cuộc sống có phần dễ chịu hơn những năm trước, trong năm có vận tài chính. Năm 40 tuổi, cẩn thận hơn về bổn mạng, sức khỏe và tình cảm. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, nhiều chuyện vui, cuộc sống gia đình đầm ấm. Năm 42 tuổi, có chuyện vui về con cái, cuộc sống có nhiều thay đổi. Năm 43 tuổi, cẩn thận hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống, do xung khắc về tuổi nên có thể xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm. Năm 44 và 45 tuổi, mọi chuyện bình thường, cuộc sống có nhiều niềm vui. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, công danh lên cao, có chỗ xứng đáng mới vững chắc. Năm 47 và 48 tuổi, gia đình xảy ra nhiều vấn đề khó khăn, tài lộc bị hao hụt. Năm 49 và 50 tuổi, cuộc sống có phần phức tạp, nhiều khó khăn. Thưa quý vị, như vậy là phong thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi chọn đời nữ mạng tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Và chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của phong thủy Gia Cát sẽ giúp quý vị gia chủ biết cách làm chủ vận mệnh của mình và đem lại những may mắn tốt lành trong cuộc sống. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.